Xin chào toàn thể anh em nhá. Bây giờ mình sẽ về được hai cái thùng hàng này. Bây giờ mình sẽ cắt để anh em tham khảo. Đây là một thùng hàng mà ở hàng công mình xuống nhá. Không phải ship về Nhật mà là hàng công chọn của mình vừa xuống xong. Bây giờ mình sẽ cắt để anh em xem sản phẩm gì. Anh em nào đúng chân thì alo luôn. Đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mình đang bán hàng ngày anh em nhá. Mình chuyên âm thanh bãi tuyển chọn. Mình nhấn mạnh Hà Âu Như Hải Phòng chuyên âm thanh bãi tuyển chọn. Mình chỉ làm sản phẩm đẹp thôi, chứ còn sản phẩm cái là mình không làm. Chuyên âm thanh bãi tuyển chọn anh em nhé. Bây giờ mình sẽ cắt để anh em tham khảo xem nó là model gì. Anh em nào yêu thì alo cho mình luôn. Đây là một đôi loa anh em ạ. Tiếp tục, đây là một đôi loa rồi. Đây là đôi loa nữa anh em này, hai đôi loa. Tai loa anh em ạ. Đây cũng nằm cặp tai loa rồi. Anh em này, tai loi, đôi này cũng là đôi M20 anh em ạ, không phải lắm. Tai loi tích anh em này, tích định tích. Đây là một cặp tai loai anh em nhé, xem cặp này là cặp gì anh em ơi. Đây là một cặp loa Đức này anh em này. Đây nhìn đây, cặp loa Đức rồi. Custom Forum 400 anh em này. Made in Germany này. Mặt trước bên này. Cũng thế anh em ạ. Anh em nào yêu thì alo cho mình nhá. Mình về được hôm nay, về được hai cặp loa thôi anh em ạ. Một đôi của Đức và một đôi của Anh. Anh em nào kết đôi nào alo trực tiếp cho mình đi. Đến với kênh của mình cho mình xin luôn đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt anh em.